Thưa quý vị, và để tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng đến với nhân vật tiếp theo của chiến dịch Lời Cảm Ơn, chiến dịch do chương trình Cà Phê Tết kết hợp cùng với nhà đồng hành Xiaomi Việt Nam thực hiện. Chiến dịch Lời Cảm Ơn do chương trình Cà Phê Tết Khách TV khởi xướng cùng với nhà đồng hành Xiaomi Việt Nam thực hiện, gửi tặng đến những chiến sĩ thầm lặng đã tận hiến trong cuộc chiến phòng chống dịch Covid-19, bất chấp những khó khăn cá nhân, những nỗi lo mưu sinh được giấu kín để toàn tâm toàn lực phục vụ cộng đồng, dấn thân vào tâm dịch. Chiến dịch Lời Cảm Ơn gửi đến họ món quà công nghệ như một lời tri ân sâu sắc và thiết thực, hỗ trợ họ trong công tác phòng chống dịch và phục vụ cộng đồng. Cùng với sự hỗ trợ của Ủy ban Nhân dân các quận tại thành phố Hồ Chí Minh, 100 chiếc điện thoại thông minh đã đến tận tay 100 chiến sĩ tuyến đầu chống dịch có hoàn cảnh khó khăn, giúp các chiến sĩ kịp thời có thêm công cụ và động lực tiếp tục thực hiện công tác. Em chào bác sĩ, mình là bác sĩ Oanh đúng không ạ? Dạ đúng rồi ạ. À dạ, em là Linh đến từ chương trình Cà Phê Tết. Thì hôm nay em đại diện chương trình có một món quà muốn gửi tặng cho bác sĩ ạ. Dạ. Dạ, mình có thể mở quà ngay bây giờ luôn á. Đây điện thoại đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Bây giờ em sẽ gửi cho bác sĩ một video để bác sĩ xem là hôm nay lý do tại sao mình lại được tặng quà nha. Cảm ơn bác sĩ Oanh cũng như những chiến sĩ thầm lặng đã cùng nhau giúp đỡ mọi người vượt qua khó khăn trong thời kỳ đại dịch. Mình là bác sĩ Phúc, là đồng nghiệp của bác sĩ Đỗ Thị Lâm Oanh. Thì cũng rất là cảm ơn bác sĩ Đỗ Thị Lâm Oanh trong thời gian dịch bệnh vừa qua, cái tháng ngày rất là dài, cũng đã hỗ trợ rất là tận tình, nhiệt tình trong công tác điều trị Covid-19 và đồng thời những công tác chuyên môn khác để mà cứu chữa kịp thời, giúp đỡ cho rất là nhiều người dân. Bình thường mới mà, thì nghĩ là bình thường rồi, nên đâu có nghĩa là sẽ có một ai nhớ đến mình. Đầu tháng 7 2021 là bắt đầu lúc là đỉnh dịch của nước mình, là bắt đầu đã đi chống dịch ở bên Đại học Quốc gia. Xong rồi sau đó là khi mà trở về đây điều trị là điều trị Covid. Và sau khi mà bệnh viện trở về hoạt động bình thường thì đi chống dịch tại các trạm y tế. Cái thời điểm đó là có những người già, thực ra thời điểm đó rất là nhiều người già phải nhập viện. Và tỷ lệ nặng của họ cũng khá là cao khi mà họ phải đặt cái máy thở hay là đặt HFNC, tức là hỗ trợ thở đó. Họ không thể nói chuyện được, ăn uống là phải nhờ sự hỗ trợ của cả gia đình, cả nhân viên y tế. Thì khi mà họ cài được cái máy thở, họ bắt đầu nói chuyện với mình này. Từ câu chuyện nhỏ, câu chuyện ngắn thôi, vài đôi ba câu. Đến khi họ kể được một câu chuyện dài, xong rồi họ cảm ơn mình. Khi họ xuất viện lắm, khoảng chừng mấy tháng quay lại em, họ viết những cái bức thư tay á, người già mà. Chữ nó thật là không đọc nổi, nhưng mà cảm thấy hạnh phúc khi mà mình nhìn nét chữ vậy. Nghĩa là cảm giác là trong cái thời điểm mà mọi người cần mình, thì mình có thể giúp được ai đó. Thì đó là những cái nghĩa niệm mà chắc là khó quên đấy. Không phải mình chỉ không quên mà tất cả những người gọi là làm trong cái ngành của mình sẽ không thể nào mà quên được cái thời điểm dịch như vậy. Cái ca đó là bị Covid vào khoảng tuần thai thứ 35-36. Thì sau khoảng 2 tuần ở trong đó thì bệnh nhân nói chung là lúc đầu cũng có khó thở, nhưng mà bên đó điều trị khá là ổn. Thì vào tuần thứ 37-38 thì bệnh nhân bắt đầu chuyển dạ. Thời điểm đó là tất cả mọi dụng cụ đều được niêm phong hết rồi nha, chỉ chuẩn gọi là chỉ điều trị cho Covid thôi, mà sẽ có bệnh viện Tự Dũ hay là Hùng Vương là điều trị sản, và đó chỉ có găng tay, không có dao kéo gì hết. Xong rồi phải kiểu là muốn có một cái bộ đó là phải chạy tức tốc về khoa sản lấy một bộ, xong rồi hấp vô trùng các thứ, xong mang bên đó để xong đẻ xong thì phải may. Và thời điểm đó khi mà ca đó chuyển dạ thì còn là mọi người rất là bất ngờ, mà cái sự ra đời của đứa bé đó thì bé còn rất là khỏe mạnh, và mẹ hiện tại bây giờ cũng khỏe, cũng có quay lại để cảm ơn khoa sản. Thì chỉ cảm giác là một đứa bé mà sinh ra trong cái thời dịch, mà đặc biệt là thời đó là đỉnh dịch, thì công nhận là sức mạnh phi thường, niềm vui có thể gọi là vỡ hòa, không chỉ là nhân viên y tế nha, mà nguyên cái buồng đó, kiểu họ hạnh phúc vì thấy một sinh linh chào đời giữa cái thứ gọi là đang tiêu diệt cả thế giới như vậy. Chị không nghĩ là cái việc đóng góp của chị là rất lớn, chị nghĩ là chị rất là nhỏ nhoi, thậm chí là so với những người mà họ bỏ ra công sức và tiền bạc của cải thì chị nghĩ là công sức của chị nó không đáng bao nhiêu hết. Nhưng mà chị thấy vui tại vì chị đã cố gắng hết sức để bỏ một cái tí gì đó vào trong cái việc là giúp đỡ mọi người,
hay là giúp đỡ cho cái việc mà cái Covid nó không trở thành cái nỗi ám ảnh kinh hoàng của mọi người trong đợt dịch. Chị nghĩ lúc đó sẽ có nhiều gia đình hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn và họ sẽ không trải qua cái nỗi đau mà do Covid mang đến. Khi mà dịch bùng lên quá mạnh mẽ thì ba mẹ ai cũng lo lắng. Thì cái thời điểm ban đầu thì ba mẹ đã có suy nghĩ là hay thôi, mình rời thành phố, mình về quê, kiểu ba mẹ sẽ lo cho. Nhưng mà chắc khoảng một tuần thôi thì ba mẹ chị gọi lại cho chị kêu là con sao rồi, con ổn không, Sài Gòn dạo này thế nào, thôi thì nếu mà ở lại thì cố gắng chống dịch, cố gắng gọi là bảo vệ an toàn cho bản thân. Thời điểm đó thật sự ba mẹ chị khóc rất nhiều, cũng năn nỉ rất nhiều. Xong rồi sau đó chị nói, bạn chị nói, đồng nghiệp chị nói thì ba mẹ mới bớt lo, mới kêu là thôi thì con cứ vững tin mà làm, còn công việc ở nhà thì cứ để bố mẹ lo. Phải gọi điện về cho ba mẹ, ba mẹ ơi, sau khoảng mấy tháng chống dịch như vậy thì con tưởng là mọi người đã quên rồi, tại vì gọi là bình thường mới mà, thì nghĩ là bình thường rồi nên đâu có nghĩ là sẽ có một ai nhớ đến mình, hay là một ai là kêu là chị ơi em có món quà gọi là tri ân cái việc là chị đã tham gia chống dịch giúp tụi em. Nên thời điểm đó chị gọi cho ba mẹ này, gọi điện cho đồng nghiệp hay là gọi điện cho cả nguyên anh chị làng xóm thì mọi người đều kêu là trời ơi sao mà vui quá vậy, sao mà đến thời điểm đó vẫn còn người nhớ.